Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Nga thay đổi chiến thuật, dội bom thành thị và khuyến cáo cư dân rời Kyiv. Nga ngày 1 tháng 3 đã khuyến cáo cư dân của Kyiv nên rời bỏ nhà cửa, trong khi dội rocket vào thành phố của Kharkiv giữa lúc các chỉ huy Nga thay đổi chiến thuật, tăng cường pháo kích ở các khu vực thành thị của Ukraine. Một giới chức Mỹ cho hay là trong 24 giờ qua, đoàn xe bọc thép của Nga trải dài hơn 1,5 km hướng tới thủ đô Kyiv không tiến được thêm chút nào vì các vấn đề hậu cần, thiếu xăng dầu và lương thực, và có lẽ là ngưng lại để tái đánh giá chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga loan báo rằng lực lượng của họ sẽ tấn công các mục tiêu tại Kyiv do các cơ quan an ninh Ukraine sử dụng và những vị trí thông tin liên lạc. Nga cảnh báo cư dân ở gần những vị trí như vậy phải rời bỏ nhà cửa, dù không cho biết các mục tiêu đó nằm ở đâu trong thành phố 3 triệu dân này. Phát biểu tại khu vực của chính phủ được canh phòng cẩn mật ở Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng trước tiên phải ngưng pháo kích vào dân chúng trước khi các cuộc hòa đàm tiếp tục.